Nhân dịp đầu xuân mới, sáng nay tại trụ sở Tiếp Công dân Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến thăm và làm việc với Ban Tiếp Công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ. Dự buổi làm việc có Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Trước và trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trụ sở Tiếp Công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc vận động, quản lý một số công dân khiếu kiện còn lưu trú tại Hà Nội. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có tình huống phức tạp xảy ra. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban Tiếp Công dân Trung ương và Thanh tra Chính phủ, đặc biệt sau khi có luật thanh tra sửa đổi và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đã từng bước đi vào nề nếp và có những tiến bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả trên trước hết đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, giám sát sát sao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự báo năm 2024, tình hình thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, có thể tác động đến tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, thống nhất nội dung, tham mưu đề đạt đúng, trúng, kịp thời. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban Tiếp Công dân Trung ương, đồng thời đề nghị Ban tiếp tục phát huy kết quả năm 2023, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2024, xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng niềm tin của người dân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến kiểm tra, khảo sát tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội tại trụ sở Tiếp Công dân Trung ương.